lát nữa khi mà anh em chuyển sát xong thì mình sẽ kê và sơn luôn. Sơn là đầu giờ chiều khô thì sẽ tiến hành gác lên nhà số 1 luôn. Agora, tira a martelo, bateu aqui esse lado. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Mateo. Ok, hello chào các bạn, mình tên Pascua. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog của Sống ở Châu Phi. Thì ngày hôm nay là đã xây thu hồi xong 3 nhà rồi. Thì hôm nay mình có đi mua sắt về để sơn và sẽ hàn nối và sau đó là sẽ gác lên trên căn số 1 và số 2 để tiến hành là ngày mai ngày kia sẽ tiến hành lợp tôn luôn. Thì quá trình đi mua vật tư, đi mua sắt ấy thì mình không quay lại cho mọi người xem bởi vì là lô ra ở gần nhà mình ấy, mình tất cả mọi thứ mình đã làm xong hết rồi. Một lát nữa thì khi nào mà xe tải chở sắt đến đây thì mình sẽ review cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đi quay qua nhà cho các bạn xem nhé, bởi vì nhà mình đã làm như thế nào rồi nhé. Căn số 1 xong rồi này, căn số 2 xong rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại căn số 3. Căn số 3 này cũng xong luôn nhé. Bây giờ mấy anh thợ đang chuẩn bị chuyển sang căn số 4. Xe chở vật tư của Loza. Tất cả sắt làm kèo này, làm sắt để làm mái này, mình sẽ mua sắt hộp 46. Ở dưới khu này thì không có sắt 48 nên là mình mua sắt 46 thôi. Mateo, vem. Tira tubo. Tubo? Puxa tudo direito. Ei, vambora. Nữa khi mà anh em chuyển sát xong thì mình sẽ kê và sơn luôn. Sơn là đầu giờ chiều khô thì sẽ tiến hành gác lên nhà số 1 luôn. Bây giờ anh em mình đang xếp sát ở kia. Một lát nữa là xếp xong là bắt đầu là đi lấy sơn sơn luôn, lấy con lăn lăn sơn luôn. Cố gắng sơn được buổi trưa khô trong đầu giờ chiều thì mình sẽ cắt và hàn nối sau đó sẽ gác lên. Tamo. Chega dessa passo ali. Yeah, para você passar ali. Agora faz mais outro lado ali. Ali.
Yeah, mete bloco y igual. Đây, bàn xoa và Mateo thì vẫn tiếp tục xúc đất chuyển vào trong nền. Đấy, bây giờ mình chuyển sang xếp cả bên này nữa. Ở bên kia thì vướng đường của xe rùa, bàn xoa với Mateo không đi được nên phải chuyển sang khu bên này. Ở bên này nhiều nắng hơn, nhanh khô hơn, nhanh khô sơn hơn. Bây giờ anh bạn Victor sẽ đi sơn sắt. Yeah. Sẽ đi sơn tất cả sắt này. Nghe chừng cũng biết sơn đấy, yeah. Cũng đẩy dài dài đây là ok đấy. Đẹp chứ? Hả? Đẹp á? Hay bây giờ có lẽ mình cũng đi sơn phụ với anh ấy cho nhanh. Không để mình anh sơn lâu đó. Lát nữa khi nào sơn gần xong rồi mình sẽ quay lại cho bác xem. Thank you.
Bây giờ là 1 giờ trưa. Anh em đang nghỉ trưa thì bây giờ mấy anh em lại trong làn đang ăn trưa. Các bạn có tò mò muốn biết xem là các anh đang ăn món gì không? Không biết. Mình cũng không biết hôm nay giờ các anh đang nấu gì luôn. Bởi vì mình cũng vừa về nhà ăn cơm trưa xong bây giờ mình mới ra. Giờ sẽ đi vào trong xem như nào nhé. Bon appétit. Obrigado. Xem này các anh ăn món gì. Đùi gà. Một tô luôn. Còn đây là bột ngô. Umba, yutukati, oi kai, ngon. Ngon nhé. Mỗi anh một tô luôn. Ngon. Anh bán sao lại ăn gì đây? Cá chua với cả là bột nè. Em chỉ phụ vào đây cái mì liu. Yeah, the meal. Bột ngô trắng. Yeah, ta vốn ta đi. Ok nha các bạn. Bây giờ là nói chung bây giờ cũng tương đối muộn rồi, gần 4 giờ chiều rồi. Bởi vì đầu giờ chiều là mình có chút việc phải đi giải quyết thay cho Quang Linh, nên ra là bây giờ mình mới quay về công trình được. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo chiều dài của nhà và sau sẽ cắt và hàn sắt. Nếu như mà xong sớm thì sẽ tiến hành là gác lên trên luôn, còn nếu không thì sẽ để lên mạng. Bây giờ mình xin phép tất cả mọi người mình sẽ đi làm. Mateo. Thank you.
Đấy nha các bạn, sau khoảng 30 phút thì mình đã hàn nối xong hết tất cả các hộp sắt đây rồi. À, bây giờ mình và anh Bàn Xoa sẽ treo lên trên để lắp luôn. À, tam không? Peter. Pita metru e matelu. Oi, você pode ficar ali, pô. À, đây nha mọi người, đây là thành quả của anh em mình sau buổi chiều. Ổn rồi. Bây giờ trời cũng tối rồi, muộn rồi. Ngày mai mình sẽ
mình và anh em thợ sẽ chèn vữa vào những chỗ kia, với cả là sẽ khoan sắt vào trong tường rồi hàn gia cố. Bây giờ là chỉ tạm thời gác lên này thôi nhé, chứ như này chưa phải là xong đâu. Khoan sắt vào dầm kia, kéo xuống chỗ dưới kia, dưới dầm kia khoan vào đấy và sẽ lấy một sợi sắt 6 níu vào, sẽ gia cố cho đàng hoàng luôn. À, buổi tối chiều tối mình chỉ tạm thời gác lên như này. Vito, tinta guarda dentro, tá bem? É tudo tubo, tudo tubo também guarda dentro. Ok nhé các bạn. Thì bây giờ cũng tối rồi, 5:30 gần 6 giờ chiều rồi. Thì bây giờ anh em mình mới làm xong. Thì đây là nhà đầu tiên và bắt đầu là làm sắt và làm sắt mái. Thì video này mình cũng xin phép được kết thúc và dừng lại tại đây. Thì các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, một chia sẻ video và đăng ký kênh Linh Philip Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi để ủng hộ mình nha. Chào các bạn. Ok. Đi nấu cơm. Vai cô gì nha.